Cô xin chào mừng các em học sinh khối 8 của trường trung học cơ sở Hồng Giang quận 11. Tuần này chúng ta gặp nhau ở tuần thứ 13 của chương trình học trực tuyến online trong chương trình công nghệ 8 năm học 2021-2022 rồi. Và theo dự kiến thì chỉ còn 3 tuần nữa chúng ta sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 1. Cho nên là tụi con cố gắng hoàn tất những cái điểm số cuối cùng của học kỳ này, cũng như ôn tập thật tốt để có kết quả tốt ở học kỳ 1 nha. Thì trước khi bước vào bài mới, cô cùng các con sẽ ôn tập kiến thức cũ. Thì chủ đề vừa rồi chúng ta học đó là chủ đề truyền và biến đổi chuyển động. Thì cái chủ đề này, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu là tại sao cần truyền chuyển động. Thì do những cái bộ truyền chuyển động có mặt ở trong máy, bởi vì các bộ phận máy thường đặt sai nhau và được dẫn động từ một chuyển động ban đầu. Chúng không chuyển động trực tiếp từng bộ phận mà cần có một bộ phận chuyển động ban đầu trước rồi truyền chuyển động đó cho những bộ phận khác và chúng cùng chuyển động nhịp nhàng với nhau. Và tuy rằng truyền chuyển động như vậy nhưng mà khi làm việc chúng lại có tốc độ quay không giống nhau. Và bộ truyền chuyển động trong máy mà chúng ta hay thấy nhất đó là truyền động ma sát và truyền động ăn khớp. Thì hai bộ truyền động này nó đều quay theo một tỷ số truyền Y bằng NBD chia ND. Trong đó N là ký hiệu của tốc độ, D là ký hiệu của đường kính và Z là ký hiệu của số bánh răng. Tỷ số truyền Y nó sẽ tỷ lệ thuận với lại đường kính của bánh dẫn và tỷ lệ nghịch với đường kính của bánh bị dẫn. Điển hình ở đây chúng ta thấy rằng là ở tử số, chỉ số luôn luôn là số 1 biểu thị cho bánh dẫn, và ở mẫu số luôn luôn là số 2 biểu thị cho bánh bị dẫn. Và ở đây chỉ là thuận để nói về đường kính thôi, còn tốc độ quay của mỗi bánh nó lại là tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch với lại kích thước, tỷ lệ nghịch với lại tốc độ. Đường kính của bánh càng to thì bánh sẽ quay càng chậm. Đường kính của bánh càng nhỏ thì bánh sẽ quay càng nhanh. Đường kính hoặc là số răng biểu thị cho cái kích thước của bánh dẫn hoặc là bánh bị dẫn. Thì trong chủ đề truyền và biến đổi chuyển động, chúng ta còn tìm hiểu thêm một phần đó là tại sao cần biến đổi chuyển động. Thì trong máy cần có cơ cấu biến đổi chuyển động để biến đổi một chuyển động ban đầu thành các dạng chuyển động khác cho các bộ phận máy nhằm thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Tại vì trong máy có rất nhiều dạng chuyển động, chúng ta không có thể nào mà mỗi dạng chuyển động chúng ta tạo ra một cái cơ cấu chuyển động riêng biệt, mà cần truyền chuyển động này cho bộ phận khác và bên cạnh đó truyền và biến đổi cái chuyển động đó. Thì cái cơ cấu phổ biến nhất trong cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động đó là cơ cấu tay quay con trượt. Biến chuyển động quay của tay quay thành chuyển động tĩnh tiến của con trượt. Thì về phần ứng dụng, tiết trước chúng ta đã học rồi, các bạn có thể mở vở ra xem ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua một cái chương mới, một cái phần mới, đó là về phần điện năng. Và mở đầu của bài này là bài 32, vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. Thì nội dung của bài 32, vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai phần. Thứ nhất đó là điện năng, và thứ hai là vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. Đầu tiên về phần điện năng. Vậy thì điện năng là gì? Thì như tụi con biết được là mỗi ngày chúng ta sử dụng điện rất là nhiều. Như bây giờ cô và tụi con đang dạy và học trực tuyến như vậy, chúng ta có sử dụng điện không? Có, đúng không? Sử dụng điện để sạc pin điện thoại nè, sử dụng điện để
sử dụng máy tính nè, sử dụng điện để xài wifi nè, rồi chưa kể là chúng ta còn có thể sử dụng, còn phải sử dụng điện ở trong nhà mình nữa. Điện để làm gì? Điện để xài quạt nè, điện để xài máy lạnh nè, điện để nấu ăn, điện để sinh hoạt, điện để chúng ta hưởng thụ những cái tiện nghi trong cuộc sống. Như vậy thì nhờ có điện thì những cái đồ dùng điện của chúng ta nó mới hoạt động được. Vậy thì điện năng là gì? Điện năng chính là năng lượng của dòng điện, hay nói cách khác đó là công của dòng điện gây ra khi chúng ta sử dụng các đồ dùng điện. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi điện năng là gì. Các bạn mở vở ra ghi bài vô cho cô nha. Rồi, vậy thì điện năng là công của dòng điện. Vậy thì điện năng ở đâu ra? Ai sản xuất điện năng? Hay là điện năng tự nhiên mà có? Chúng ta qua phần 2 nhỏ sản xuất điện năng. Thì để sản xuất ra điện năng có nhiều loại nhà máy điện ha. Nhà máy thủy điện hòa bình hoặc là nhà máy điện nguyên tử, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện năng lượng gió. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tuần tự từng loại nhà máy một. Đầu tiên là quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện. Rồi, thì ở đây cô có mô tả lại bằng hình vẽ cho tụi con thấy. Ở đây có một cái lò hơi, thì nhiệt năng của than đá khí đốt sẽ nung nóng nước. Nước sôi bốc hơi lên, tạo thành hơi nước và được đưa thẳng theo đường ống tới tuabin hơi. Ở đây tuabin hơi sẽ dưới áp lực của nước, của hơi nước sẽ làm quay tuabin, và tuabin quay sẽ làm quay máy phát điện và phát ra điện năng. Thì hơi nước sau khi đến đây làm quay tuabin hơi thì sẽ gặp một cái ống làm lạnh để ngưng tụ lại thành nước. Nước lại được đưa trực tiếp trở về lò hơi, và lúc này cái quy trình nó lại tiếp tục. Đây là quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện. Được chưa nào? Rồi, các bạn mở vở ra ghi bài. Hai nhỏ sản xuất điện năng, A nhỏ nhà máy nhiệt điện. Quy trình sản xuất điện năng của nhà máy nhiệt điện như sau. Nhiệt năng của than đá khí đốt đun sôi nước tạo thành hơi nước. Hơi nước sẽ làm quay tuabin, tuabin sẽ làm quay máy phát điện và từ đó tạo ra điện năng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm một số loại nhà máy nhiệt điện ở nước ta nha.
nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Kỳ Anh hoặc là nhà máy nhiệt điện Uông Bí ở Quảng Ninh. Rồi, ngoại trừ nhà máy nhiệt điện thì người ta còn có thể sản xuất điện năng bằng nhà máy thủy điện. Chúng ta đi qua tìm hiểu phần tiếp theo. B nhỏ, nhà máy thủy điện. Để biết được nhà máy thủy điện sẽ sản xuất điện năng như thế nào, cô mời các em theo dõi đoạn clip sau đây. Sau đó chúng ta cũng làm giống như cái bước đầu tiên ở nhà máy nhiệt điện. Chúng ta sẽ lập sơ đồ khối để mô tả lại quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện nha. Thủy điện hay còn được gọi là năng lượng nước là cái việc sử dụng nước chảy xuống hoặc là chảy nhanh để sản xuất điện hoặc là cung cấp năng lượng cho máy móc. Điều này đạt được bằng cách chuyển đổi thế năng hấp dẫn hoặc là động năng của nguồn nước để sản xuất điện năng. Thủy điện là một phương pháp sản xuất năng lượng bền vững. Nó là nguồn năng lượng tái tạo hàng đầu trên thế giới. Các nhà máy thủy điện kết hợp giữa trọng lực và nước để tạo ra điện tái tạo sạch. Sự chênh lệch độ cao giữa mực nước và tuabin được sử dụng để quay tuabin và tạo ra điện. Thủy điện sử dụng nhiều loại hồ chứa khác nhau để tạo ra đầu vào, như là đập, kênh đào hoặc là đường ống nước. Nước tạo ra áp lực khi chảy xuống từ trên cao, bị chặn lại bởi tuabin máy phát. Khi cửa vào được mở ra, thì áp lực nước chảy qua làm quay tuabin. Tuabin quay làm cho máy phát điện quay theo và phát ra điện. Khi máy phát đạt tốc độ yêu cầu 50Hz, thì dòng điện chạy đến máy biến áp. Máy biến áp tăng điện áp lên tới hàng trăm ngàn vôn, sau đó hòa lưới. Rồi, cô với các bạn vừa theo dõi xong cái quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điện. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết lại thành sơ đồ khối quy trình sản xuất điện năng đó nha. Thì thủy năng của dòng nước ở trên cao nó chảy xuống, đúng không? Nó sẽ làm quay tuabin nước nè. Tuabin nước nó quay, nó sẽ làm quay máy phát điện. Và khi máy phát điện quay thì nó sẽ phát ra điện năng. Đó chính là quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điện. Các bạn mở vở ra ghi bài vào nha. Quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điện. Thủy năng của dòng nước sẽ làm quay tuabin. Tuabin nước quay, nó sẽ làm quay máy phát điện. Và khi máy phát quay thì sẽ tạo ra điện năng. Rồi chúng ta cùng theo dõi một số nhà máy thủy điện ở Việt Nam nha. Nhà máy thủy điện A Lưới ở Huế nè. Nhà máy thủy điện Sơn La. Một nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. À, vậy thì ngoại trừ nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện thì còn một cái loại nhà máy thứ ba nữa. Hôm nay cô muốn đề cập tới các bạn, đó chính là nhà máy điện nguyên tử. Chúng ta cùng theo dõi đoạn clip sau đây để xem nhà máy điện nguyên tử nó được sản xuất ra điện năng như thế nào. Nhà máy điện hạt nhân tiếng Anh là Nuclear Power Plant, ký hiệu là NPP. Có một cuộc tranh luận về năng lượng hạt nhân. Những người ủng hộ cho rằng điện hạt nhân là nguồn năng lượng bền vững, an toàn, giúp giảm lượng khí thải carbon. Những người phản đối thì cho rằng điện hạt nhân gây ra nhiều mối đe dọa cho con người và môi trường. Theo nghiên cứu về thời gian làm việc của các lò phản ứng, thì tuổi thọ trung bình của mỗi lò phản ứng hạt nhân là 28,5 năm. Lò phản ứng hạt nhân có tuổi thọ lớn nhất là tại Thụy Sĩ với 45 năm làm việc. Cơ bản là phản ứng phân hạch hạt nhân của nguyên tử urani 235 thì sẽ tạo ra một cái nhiệt độ cao. Cái nhiệt độ này thì sẽ được tận dụng để đun sôi nước, tạo ra hơi nước làm quay tuabin và chạy máy phát điện.
Rồi dựa theo cái clip vừa rồi, cô có cái nhà máy điện nguyên tử như sau: một cái lò phản ứng hạt nhân, một cái nồi nấu, đun sôi nước, hơi nước sẽ tạo ra và đi tới tuabin hơi dưới áp lực cao và quay tuabin hơi. Tuabin hơi quay, nó sẽ làm quay máy phát điện và từ đó phát ra điện năng. Chúng ta ghi bài nha. Quy trình sản xuất điện năng của nhà máy điện nguyên tử nó tương tự như nhà máy nhiệt điện, chỉ khác cái năng lượng đầu vào là năng lượng nguyên tử, còn năng lượng đầu vào của nhà máy điện nhiệt điện đó chính là than đá khí đốt. Rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu thêm một số nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam ha. Dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, nhà máy điện nguyên tử ở Pháp, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một số năng lượng trong tự nhiên để sản xuất ra điện, ví dụ như là gió. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng lấy từ vũ trụ. Trạm phát điện từ sóng biển. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong các nhà máy điện có thể sản xuất ra điện năng. Vậy thì điện năng của các nhà máy điện đã sản xuất ra rồi, vậy thì nó sẽ đến tay với người tiêu dùng như thế nào? Làm sao cô có điện để có thể dạy học online, các bạn có điện để các bạn học online, chúng ta có điện để chiếu sáng. Vậy thì chúng ta sẽ truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Rồi theo các đoạn clip vừa rồi, cô có một cái sơ đồ như sau. Điện năng sẽ được truyền tải theo các đường dây dẫn điện đến nơi tiêu thụ bằng cách là nhà máy điện sản xuất ra điện rồi, nó sẽ được biến đổi tăng áp lên 25 kV, lên 500 kV. Để làm chi? Để hạn chế sự rơi rớt, sụp áp khi trên đường truyền tải. Thì đến gần nơi tiêu thụ, đến gần nhà, đến gần khu công nghiệp thì nó sẽ có những cái trạm hạ áp để hạ từ đường dây 110 kV xuống còn 220 kV. Lúc này điện nó sẽ đi tới nhà chúng ta.
Đây là các đường dây cao áp. Rồi các bạn ghi bài cho cô nha. Bài nhỏ truyền tải điện năng. Điện năng sản xuất ở các nhà máy điện và được truyền theo các đường dây dẫn điện đến nơi tiêu thụ. À, chúng ta đã vừa đi xong cái phần một a mã rồi ha, về phần điện năng, sản xuất điện năng. Vậy thì cái phần hai a mã, vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vai trò nó như thế nào. Thì chúng ta thấy được rằng điện năng được sử dụng trong những lĩnh vực nào. Có rất nhiều lĩnh vực sử dụng điện năng: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, văn hóa thể thao, thông tin và trong gia đình. Ở công nghiệp thì người ta phải sử dụng điện năng để vận hành các loại máy như là máy tiện, máy hàn, máy ép nhựa. Ở nông nghiệp thì cần điện năng để sử dụng máy bơm, máy nghiền thức ăn cho gia súc hoặc là máy xay xác. Về phần giao thông vận tải thì cần có đèn giao thông, xe đạp điện hoặc tàu điện ngầm. Về y tế thì máy điện tim, máy chụp X-quang, máy siêu âm. Văn hóa thể thao thì cần có đèn sân bãi hoặc là đèn sân khấu. Về phần thông tin thì có radio, TV, loa phát thanh và thậm chí là wifi, laptop, điện thoại di động. Trong gia đình chúng ta cần có đèn, nồi cơm điện, tủ lạnh. Như vậy thì mình thấy được rằng là cái vai trò của ngành điện năng đối với sản xuất và đời sống như thế nào. Điện năng là cái gì cho các máy móc và thiết bị? Thực hiện chức năng gì trong đời sống và sản xuất? À, điện năng đó là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy và thiết bị. Nhờ có điện năng thì quá trình sản xuất tự động hóa của con người sẽ được đầy đủ hơn để giúp cuộc sống con người tiện nghi và văn minh hiện đại hơn. Tụi con viết hai cái ý này vào phần hai là mã nha. Hoạt động của nhà máy thủy điện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment dưới video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy thì chúng ta ôn lại nha. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu điện năng là gì. Điện năng là công của dòng điện. Và việc sản xuất điện năng ra thì nó sẽ được đưa ra bởi ba loại nhà máy điện. Thứ nhất đó là nhiệt điện, thứ hai là thủy điện và thứ ba là nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra bên cạnh đó còn có năng lượng gió, năng lượng từ sóng biển hoặc năng lượng mặt trời. Thì việc truyền tải điện năng từ các nhà máy điện nó sẽ được đi theo các đường dây dẫn điện. Vai trò của điện năng. Thì vai trò của điện năng nó chính là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy và thiết bị. Và quá trình sản xuất được tự động hóa, cuộc sống con người được đầy đủ và tiện nghi hơn. Đó là toàn bộ nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Rồi hướng dẫn về nhà, tụi con học cho cô cái phần có thể em chưa biết trang 115 sách giáo khoa.
học thuộc ghi nhớ và trả lời câu hỏi cuối bài, làm lên điểm danh Google Form và đọc trước bài 334 an toàn điện. Rồi cô chào tạm biệt các bạn nha.